Bộ Y tế mới đây cho biết sẽ thực hiện theo nghị quyết 21 về việc tiêm ưu tiên cho đối tượng cần tiêm và những đối tượng cần miễn phí. Ngoài đối tượng, theo nghị quyết này sẽ có những địa bàn ưu tiên cho những địa bàn, những vùng có dịch. Sắp tới, tỉnh Hải Dương sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trước. Hiện nay, nước ta mới có hơn 117.000 liều vaccine, số lượng tương đối ít. Cuối tháng 4 sẽ có lô vaccine tiếp theo về với số lượng lên đến hàng triệu liều và sẽ tiếp tục tiêm. Khi có đến đâu sẽ tiêm đến đó theo lộ trình. Hiện Bộ Y tế đã sẵn sàng tất cả cơ sở vật chất, con người, dây chuyền và bác sĩ để tiêm. Trong nghị quyết 21 có nội dung khuyến khích các tổ chức cá nhân có điều kiện tiêm cho những trường hợp có nhu cầu. Còn trước mắt sẽ ưu tiên các đối tượng được ưu tiên, được miễn phí. Khi có đủ vaccine sẽ mở rộng để tiêm theo nhu cầu. Trước đó, hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đã về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 24 tháng 2. Đây là lô vaccine do hãng dược AstraZeneca của Anh sản xuất, công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC nhập khẩu.